Xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên Đan Kinh sẽ xá cho anh em một cặp loa TC Pro Bass 25. Con này thì lời ra phải nói là siêu hay luôn. Và chưa bao giờ có một cặp loa hay mà cái giá nó rẻ đến vậy anh em nhé. TC Pro model của nó là NUQ10, sử dụng bát tép của Selection, thương hiệu của Anh Quốc anh em. Và loa này nó em bao đẹp cho anh em nhé, bao đẹp, đã spa lại rồi thì ngoại thất bao đẹp luôn, nội thất bao zin cho anh em. Và giá đã có cước vận chuyển anh em nhé. Với một cặp loa TC Pro NUQ10 đấy, con này thì giá chỉ có gì ở 4.800.000 đồng một cặp, giá đã bao cước anh em nhé. Con này thì lời ra phải nói luôn là cực kỳ là ấn tượng. Nó sử dụng cho mình nó là dòng chép Selection, một dòng chép phải nói là đứng đầu trong những cái dòng chép hiện tại của những cái dòng loa karaoke luôn. Và nó sử dụng cho mình nó là dòng chép cực kỳ là to, nó là chép 450 anh em nhé. Với những dòng loa 25 thường thường nó chỉ sử dụng loa chép là 350, nhưng con này sử dụng chép 450. Chính vì vậy em nói luôn con này lời ra cực kỳ là tốt luôn anh em nhé. Bác nào mà thích gì ở đang chơi những bộ đàn mà đang bị bí lời bí tiếng, hát bị nặng tiếng, các bác họ lấy thêm một đôi này về là cái, chắc chắn rằng là cái tiếng nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Hát nó sẽ nhẹ, hát nó sẽ bay và nó đỡ mệt hơn anh em nhé. Ok chưa? Bây giờ chỉ cho các bác nghe qua một chút về cái chất âm con loa này nhé. Giá rất rẻ anh em, chỉ có 4.800.000 đồng, giá này đã bao cước cho anh em rồi nhé. Đấy là một cặp loa. Anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Các bác vừa nghe qua cái chất âm của loa TC, phải nói thật sự luôn, chưa bao giờ có một đôi loa giá chỉ có 4.800.000 mà tiếng hay đến vậy anh em nhé. Về các bác phối ghép với bộ ràn, hoặc là các bác nào mà có loa nằm thì ghép thêm đôi loa này, hoặc là những cái đôi loa full mà đang bị bí tiếng thì ghép loa này thì cực kỳ là tuyệt vời. 4.800.000 mà hàng cực đẹp anh em nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ sớm cho An Kiên, vì con này thì em không còn nhiều đâu anh em. Giá đã bao cước toàn quốc cho anh em rồi, và bao đổi trả cho anh em trong vòng 3 ngày nếu anh em không ngưng chất âm con này. Ok chưa? Các bác liên hệ số điện thoại trên màn hình để chốt hàng các bác nhé. Chỉ có 4.800.000 đồng thôi anh em ơi.